các bạn ơi. Ghiền làm bánh quá rồi. Mà cái lò ở nhà của mình nó mini, mua từ năm 1900 hồi đó, lâu quá rồi cho nên là không có cái nhu cầu để mà làm bánh, cho nên là cứ làm cái lò nhỏ nhỏ thôi. Cái lò đó một lần làm bánh su á chỉ được có 9 cái thôi mà nó mất tới 30 phút, cho nên là lâu quá. Hôm nay là đi mua cái lò nướng này, nó là 80 lít hiệu Sanaki. Sanaki là hiệu của Nhật ha. Và nó là cái thương hiệu nổi tiếng nhất về nướng bánh, lò nướng bánh. Thì cái này Sanaki, cái model của nó là VH89809S2D. Cái chất liệu vỏ bên ngoài là nó được sơn tĩnh điện. Thì giới thiệu sơ với các bạn cái lò này, nó có cái chức năng ở trên đây là nút điều chỉnh nhiệt độ. Còn chức năng đầu tiên của nó, đây nút này là tắt và mở ha. Kế nó là lửa trên và lửa dưới, đồng thời là có cái quạt đối lưu. Quạt đối lưu là để cho cái hơi nóng nó di chuyển đều trong cái khoang lò, nó làm cho bánh vàng đều hơn, đẹp hơn. Rồi kế cái chức năng đó, nó là cái chức năng chỉ có lửa trên và quạt đối lưu. Kế nữa là không có quạt đối lưu nhưng mà lửa trên và lửa dưới. Rồi dưới cuối cùng của nó là lửa trên và đồng thời quay cái trục xiên để mà quay gà. Chúng ta có một cái cây xiên qua cái con gà và gắn vào hai cái trục trên. Khi mà mở chức năng đó thì tự động con gà nó sẽ xoay chở hả, đồng thời nó chỉ có lửa trên thôi. Còn thời gian của nó cho mình cài đặt từ 0 đến 60 phút hoàn toàn bằng cơ. Chỉ có những cái lò nướng điện mà của những cái lò bánh mì chuyên nghiệp thì nó mới có phần điện tử, và cái lò đó rất là to đó. Thì nãy giờ là mình mới có làm nóng để cho nó khởi động thôi. Bây giờ mình thử bỏ bánh vào để mà nướng nha. Thì cái lò này theo mình thấy á, trước mắt mình bỏ lên dĩ, mình chỉ xài có một dĩ một thôi. Thì mình đã được ở đây là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 là 35 cái. 35 cái này là bánh muffin ha. Bây giờ ta sẽ bỏ cái lò bánh này vào lò để mình nướng thử. Thời gian 27 phút, nhiệt độ là 160, lửa trên, lửa dưới và quạt đó luôn. Rồi, bây giờ chúng ta chờ coi hết cái thời gian này cái bánh nó ra lò sẽ như thế nào nha. Rồi các bạn ơi, bây giờ là bánh đã chín, còn 2 phút nữa thôi nhưng mà mình cảm thấy là nó đã chín rồi. Cái bánh nó đã phồng qua khỏi cái khuôn giấy của mình rồi. Bây giờ mình tắt bếp, mình mở ra coi cái bánh nó như thế nào nha. Đây, bánh ra lò của chúng ta đây. Thơm quá các bạn ơi, thơm mùi sô-cô-la. Bánh phồng lên vừa bằng với cái mặt khuôn giấy này. Như vậy là hôm nay là mình đã review cho các bạn biết được cái lò nướng mới này của mình rồi nha. Rồi chúc các bạn ngon miệng nha.